Tôi rất thích ánh mắt của phụ nữ lúc đang ghen nhá. Trông! Chị còn gì để cãi nữa không? Chờ chén! Mày anh! Việc giám đốc dặn tôi đã truyền đạt xong. Cậu hỏi gì nữa không? Còn, chúng ta mới trao đổi được một nửa thôi mà. Anh với chị Phương đang có việc gấp, bà giao cần giải quyết. Anh nói chuyện với em sau. Chồng cứ làm đi, em đứng đây đợi. Em biết là anh không thích ai đó làm phiền mình lúc đang làm việc mà đúng không? Nếu như mà giờ em chán thì em có thể đi cà phê, spa hay là shopping gì đó cũng được. Nói tóm lại là đi đâu cũng được, miễn sao không phải ở đây. Bây giờ tôi có thể nghiêm túc ngồi nghe chị báo cáo này. Nghiêm túc thì chưa biết, nhưng mà chỉ thấy giỏi biến báo và chơi chẽn. Kể ra tôi cũng phục mình phết. Có thể khiến một người sắc sảo như Phương trở nên bối rối như thế này. Hả? Bắt đầu được chưa? Xin mời. Tôi có chuyện cần nói với chị. Tôi đang có rất nhiều việc phải làm, để khi khác. Ok, nếu mà chị không dám đi theo tôi, tức là chị nhận mình có tình ý với Gia An đấy. Cái chiêu khích tướng kiểu này đến bọn tin nó cũng bỏ không dùng rồi. Nhưng mà thôi, tôi sẽ cho cô 5 phút, nói đi. Đi ra ngoài kia nói chuyện tiện hơn nhiều. Lượng sức mình đi. Tôi không những đủ mà còn thừa sức dẹp hết đám tiểu tam nhá. Nếu còn đeo bám Gia An, chuyện sẽ khác đấy. Bằng chứng nào nói tôi đeo bám chồng sắp cưới của cô? Không quan tâm sao hóng tin nhanh thế? Không đeo bám cái gì? Tại sao chưa chịu nghỉ việc? Nộp đơn cho có à? Làm mình làm mẩy à? Cô nên hỏi Gia An tại sao chưa ký đơn. Và tôi cũng không có trách nhiệm trả lời cho cô biết lý do tại sao tôi vẫn ở La La. Xong nhá, tôi bận lắm. Đi hay ở chẳng sao cả vì tôi đang bận dưỡng thai rồi. Sao? Tôi nói thế mà không chúc mừng cho tôi với Gia An à? Nhỏ mọn. Chúc mừng cô. Tội nghiệp. Mồm nói chúc mừng nhưng mà tim đang chảy máu đây này. Làm gì đấy? Gọi điện xin cầu cứu à? Mạnh mẽ đối diện đi. Tôi gọi cho Gia An đến để giải quyết dứt điểm mọi chuyện, tránh hiểu lầm. Khỏi. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ động vào món đồ của người khác. Nếu cô chỉ coi bố con cô là một món đồ thì có lẽ cô chưa biết yêu đâu.